Bạn có nhớ nữ hoàng Victoria, nữ vương của Vương quốc Anh, người từng thống trị đế chế lớn nhất thế giới không? Thời đại của bà được gọi là thời Victoria. Mọi người mặc trang phục Victoria và các tòa nhà được xây dựng với kiến trúc Victoria đặc sắc. Nhưng có một điều mà không nhiều người biết về nữ hoàng. Bà ấy từng nhận nuôi một bé gái châu Phi, vì thế đã cứu mạng cô bé ấy. Có lẽ chúng ta có thể gọi đây là bí mật đầu tiên của Victoria. Đầu tiên, hãy nhìn sơ qua bối cảnh. Đó là vào giữa thế kỷ 19 và mọi thứ trên toàn thế giới đang thay đổi tốt dần hơn. Ít nhất là đã thực hiện được giải phóng nô lệ và xóa bỏ cấm vận giao thương. Nó đã kết thúc tại Đế quốc Anh vào năm 1834, 3 năm trước khi Victoria lên ngôi. Nhưng giải quyết các vấn đề của riêng quốc gia mình là chưa đủ đối với nữ hoàng. Tham vọng của bà là thực hiện nhiệm vụ giải phóng nô lệ trên toàn thế giới. Tua nhanh một chút đến năm 1850, một sứ giả người Anh đã đến Dahomey, một phần của Benin ngày nay. Mua và bán tù nhân vẫn còn phổ biến ở vương quốc Tây Phi này. Trên thực tế, người cai trị của nó, vua Gizo, được biết là bắt người từ các bộ lạc đối thủ. Đó là lý do tại sao thuyền trưởng Frederick E. Forbes của Hải quân Hoàng gia được gửi đến đó để thực hiện sứ mệnh cao cả này. Nhưng những gì anh ta cố gắng đạt được thành ra trở nên cá nhân hơn là cao cả. Trong thời gian ở đây, nhà vua người châu Phi đã giới thiệu anh ta với một trong những tù nhân có giá trị nhất của ông ấy. Và đó là một cô bé 7 tuổi tên là Aina. 2 năm trước đó, lực lượng của Gizo đã tấn công quê hương của cô, đó là Nigeria ngày nay. Đứa trẻ tội nghiệp mất cả gia đình, trong khi bản thân cô bị bắt làm nô lệ. Trước khi thảm kịch xảy ra, cha cô là thủ lĩnh của người Yoruba, vì vậy có thể xem cô là một công chúa. Không có gì ngạc nhiên khi Aina thành ra phải sống trong cung điện ở Dahomey như một tài sản quý giá. Nhưng thời gian trôi qua, Gizo quyết định rằng cô bé đó không còn hữu dụng với ông ta nữa. Vì vậy, đã có tin đồn cho rằng Aina sẽ phải hy sinh trong một buổi lễ hiến tế. Khi sĩ quan Anh biết được số phận của cô bé, anh đã quyết định giải cứu cô bằng mọi giá. Và bạn sẽ không tin vào những gì anh ấy nghĩ ra đâu. Forbes đã xin phép đưa đứa trẻ cùng anh đến Vương quốc Anh làm quà tặng cho nữ hoàng Victoria. Tôi biết, có vẻ hơi không đúng khi coi một con người như là món quà cho ai đó. Nhưng mà, ít nhất nhờ vậy mà mạng sống của cô bé đã được cứu, bởi vì vua Gizo đã đồng ý đề nghị này. Chẳng mấy chốc, hai người khởi hành đến Vương quốc Anh. Con tàu mà họ đi được gọi là HMS Bonetta. Và đứa trẻ được đặt một tên mới trên con tàu vinh dự, cô gái nhỏ Aina giờ là Sarah Forbes Bonetta. Đối với một đứa trẻ mà chưa bao giờ được đến trường học, cô bé thực sự rất thông minh. Sarah học tiếng Anh nhanh chóng và sớm có thể nói được ngôn ngữ mới một cách trôi chảy. Một tài năng khác của cô là âm nhạc. Nhưng niềm đam mê lớn nhất trong tất cả được dành cho tri thức. Forbes gọi cô là một thiên tài hoàn hảo. Anh ấy nói rằng Sarah vượt xa rất nhiều so với bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi của cô ấy về khả năng học hỏi, sức mạnh, trí tuệ và tình cảm. Tâm hồn trong sáng và quyến rũ của Sarah cũng gây chú ý với chính nữ hoàng. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1850 tại lâu đài Windsor. Giống như mọi người khác, nữ vương đã bị ấn tượng bởi điều này. Bà ta đã khen ngợi Sarah là một cô gái sắc sảo và thông minh. Đây là khởi đầu của một tình bạn đẹp kéo dài suốt cuộc đời Bonetta. Nhưng tất nhiên, có một khía cạnh khác của câu chuyện này không liên quan đến sự quý mến, mà là một vấn đề thực dụng hơn. Thuyền trưởng Forbes, người trở thành người bảo vệ của cô, đã nghĩ rằng với nền tảng và sự giáo dục đúng đắn của mình, công chúa châu Phi hiện tại có thể giúp ích cho công việc truyền giáo ở châu Phi. Dù sao đi nữa, nữ hoàng cũng rất vui lòng giúp Sarah. Bà đã chi trả cho việc học của cô bé và đảm bảo rằng cô lớn lên trở thành một quý bà Anh thực sự. Bà chăm sóc Sarah rất chu đáo đến nỗi giống như mẹ đỡ đầu của cô bé. Mặc dù Sarah sống cùng gia đình của thuyền trưởng, nhưng cô vẫn đến thăm nữ hoàng rất thường xuyên. Victoria rất thích cô ấy, gọi cô ấy là Sally như một người mẹ đầy tự hào. Sarah chơi với những đứa trẻ hoàng gia và kết bạn với con gái thứ hai của nữ hoàng, công chúa Alice, người bằng tuổi Sarah. Họ trở nên thân thiết đến mức Alice sau khi lớn lên đã mời Sarah đến dự đám cưới của mình. Dường như mọi thứ cuối cùng tốt đẹp với đứa trẻ mồ côi. Cô bé có bạn bè và một gia đình mới chăm sóc cô, cũng như là nhận được sự bảo vệ của nữ hoàng. Và quan trọng nhất, cô ấy đã được tự do. Nhưng một năm sau đó, vào năm 1851, Sarah bắt đầu bị ho dữ dội.
Các bác sĩ tin rằng đó là do khí hậu nước Anh không giống với thời tiết ở nơi mà cô bé đã lớn lên. Vì vậy, dường như chỉ có một phương pháp hợp lý duy nhất là nên để Sarah trở lại lục địa quê hương của mình. Sarah hiện 8 tuổi, được gửi đến Sierra Leone, một thuộc địa của Anh vào thời điểm đó. Cô theo học một trường truyền giáo ở đó trong 4 năm tiếp theo. Không giống như những cô gái khác, cô sống trong phòng riêng của mình và thường xuyên trao đổi thư từ với nữ hoàng. Sally là một học sinh giỏi và mẹ đỡ đầu của cô thường thưởng cho cô những món quà đủ loại, bao gồm sách và đồ chơi. Nhưng cho dù như vậy, Sarah lại không hề thích cuộc sống ở đây. Năm 1855, cô trở về Anh, nơi mà trong trái tim bé bỏng của cô bé đã cảm thấy như ngôi nhà thực sự của mình. Tại thời điểm đó, thuyền trưởng Forbes không may đã qua đời. Vì vậy, Sarah được gửi đến sống với một nhà truyền giáo tên là Reverend Shawn và vợ của ông ấy. Hai vợ chồng chào đón cô bé và trở thành gia đình mới của Sarah. Sally thực sự thích ở đó và gọi bà Shawn là mẹ. Cô sống ở Kent với họ trong vài năm, nhưng cô luôn mong chờ được đến Windsor vào những dịp đặc biệt để gặp nữ hoàng và gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống Sarah không đẹp như chuyện cổ tích. Mặc dù cô rất gần gũi với hoàng gia, cô cũng khó có thể có quyền được tự quyết định về cuộc đời của chính mình. Năm cô 19 tuổi, nữ hoàng quyết định đã đến lúc Sally kết hôn. Một chàng rể phù hợp đã được tìm thấy ngay lập tức. Người đó là thuyền trưởng James Pinson Labula Davis, một sĩ quan hải quân và doanh nhân người Anh. Anh ta sinh ra ở Sierra Leone và cũng là người gốc Yoruba. Anh ta rất giàu có và về bề ngoài có vẻ như hai người họ có nhiều điểm chung. Một sự phù hợp tuyệt vời phải không nào? Vâng, không hẳn. Hãy đặt mình vào vị trí của một phụ nữ trẻ bị buộc phải kết hôn với người mà mình không hề quen biết. Không có gì ngạc nhiên khi Sarah không thực sự yêu anh ấy, ít nhất là không trong thời gian đầu. Người phụ nữ trẻ thông minh dường như có tư tưởng đi trước thời đại của mình. Sarah phản ứng mạnh mẽ rằng một cuộc hôn nhân sắp xếp sẽ không có kết quả. Cô ấy nói rằng, tôi sẽ đánh đổi tâm hồn mình vì tiền ư? Không, không bao giờ. Tuy nhiên, giống như hầu hết phụ nữ trẻ vào thời điểm đó, bất kể họ đến từ đâu, Sarah tội nghiệp không có lựa chọn nào khác. Năm 1862, cô kết hôn với Davis. Buổi lễ của họ ở Brighton đã diễn ra rất xa hoa đến nỗi nó đã trở thành tiêu điểm trên các mặt báo. Bonetta không chỉ có một mà là 16 phù dâu. Cô cũng xuất hiện với 10 xe ngựa kéo. Nhưng rõ ràng, cô ấy là một công chúa mà, đương nhiên phải vậy rồi. Mặc dù gia đình hoàng gia đã không đến dự đám cưới, nhưng nữ hoàng Victoria đã đặt một bức chân dung của cặp vợ chồng mới cưới trong phòng riêng của mình. Bà muốn công việc được thực hiện bởi Camille Sylvie, nhiếp ảnh gia riêng của gia đình hoàng gia, đã từng chụp ảnh cho chồng của Victoria là hoàng thân Albert. Kể từ khi David sống và làm việc tại Lagos, nơi từng là thuộc địa của Anh ở châu Phi, Sarah đã theo anh ta đến đó và bắt đầu làm giáo viên. Một năm sau đám cưới, cô hạ sinh con gái đầu lòng. Sarah đặt tên đứa bé theo tên mẹ đỡ đầu yêu dấu của mình. Nữ hoàng đã tặng bé gái những món quà và đồng ý làm mẹ đỡ đầu cho con của Sarah. Năm 1867, Sarah và gia đình trở về Anh và ở lại Windsor trong một thời gian ngắn. Đó cũng là lần cuối cùng Sarah được gặp người bảo trợ lâu năm và người bạn yêu dấu của mình. Sarah có thêm hai đứa con với Davis, cậu bé Arthur và cô con gái nữa tên là Stella. Nhưng không có gì ngạc nhiên khi bé gái đầu lòng Victoria mới là người có quan hệ gần gũi thực sự với nữ hoàng. Nữ hoàng đã chăm sóc mọi vấn đề của cô bé và thương yêu cô ấy giống như những gì bà đã từng dành cho Sarah nhiều năm trước đây. Victoria giữ liên lạc với nữ hoàng cho đến tận những ngày cuối cùng của bà ấy. Vì vậy, tôi đoán họ thực sự như hai mẹ con. Sarah Forbes Bonetta đã sống một cuộc đời phi thường. Bất cứ nơi nào cô ấy đi, bất kể qua bao nhiêu thử thách, cô ấy vẫn là một quý bà thực sự và một quý tộc đúng nghĩa. Mối quan hệ của cô với nữ hoàng Victoria là một ví dụ ấm áp về tình bạn bất chấp chênh lệch tuổi tác. Vậy, còn bạn thì sao? Có câu chuyện nào khác về tình bạn mà bạn ngưỡng mộ không? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé! Nếu bạn đã biết thêm được điều gì đó mới mẻ trong video hôm nay, thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé! Chúng tôi còn có rất nhiều video thú vị dành cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn một video bên trái hoặc phải, nhấp vào nó và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng cuộc sống nào!